Thưa quý vị, thời gian qua, đồng bào miền Trung ruột thịt đã liên tiếp phải hứng chịu những cơn bão, trận lũ lụt xảy ra liên tiếp, gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Rất nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, nhiều người đã phải hy sinh trong cơn lũ, để lại nỗi đau lớn cho những người ở lại. Vừa qua trong một đêm, sạt lở bờ sông khiến 3 ngôi nhà và 2 hàng quán thuộc thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đổ sập xuống sông Thạch Hãn, cùng một người bị vùi lấp tử vong. Được biết, trong cơn hiểm nguy đất đá đổ xuống ầm ầm giữa đêm khuya, ông Võ Lợi dùng tay đẩy đứa con trai 12 tuổi ra xa với giọng hoảng loạn, chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Trưa ngày 17 tháng 10, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, chính quyền địa phương, người thân đang chuẩn bị khâm liệm, mai táng cho ông Võ Lợi, 45 tuổi, chú thôn Như Lệ, nạn nhân trong vụ sạt lở bờ sông khiến 3 ngôi nhà và 2 hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm 3 ngôi nhà, 2 quán hàng bị đổ sập. Vụ việc còn khiến ông VL, 45 tuổi, chú thôn Như Lệ, bị vùi lấp tử vong vì không kịp thoát ra bên ngoài. Theo ghi nhận của sáng ngày 17 tháng 10, tại hiện trường, căn nhà của nạn nhân bị sập như đống đổ nát. Cả một đoạn kè gia cố bờ sông bằng giọ đá tại đoạn sông Thạch Hãn cũng bị đẩy dịch chuyển ra xa mép sông. Nhiều nhà dân ở khu vực này đã bị sói lở móng nằm chênh vênh bên mép lở. Anh Lê Văn Phú, chú thôn Như Lệ cho biết, thời điểm trên khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm bên bờ sông. Khu vực xảy ra vụ việc có 3 hộ dân gồm ông Phạm Bá Trung, Hồ Xuân Thủy và ông Võ Lợi sinh sống. Tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, hốt hoảng chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy. Tuy nhiên, sau tiếng đổ ầm, ngôi nhà của ông Lợi cùng cháu T, 12 tuổi, con ông Lợi, bị đổ sập ra bờ sông, anh Phú kể lại. Khi mọi người chuẩn bị đến ứng cứu, thì ông Lợi đẩy tay đứa con ra xa, nói vọng với chất giọng hoảng loạn. Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, sau khi cháu T được mọi người hỗ trợ dìu lên đường, một bờ tường lớn đổ sập, vùi lấp người đàn ông Võ Lợi trong đống đổ nát. Cũng theo chia sẻ của anh Phú, hoàn cảnh của gia đình ông Lợi khá khó khăn. Vợ chồng ly hôn đã nhiều năm, ông một mình làm lụng nuôi con ăn học. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với chính quyền người dân địa phương tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông L dưới đống đổ nát. Hiện gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. Sự hy sinh của ông Lợi, hình ảnh một người cha chấp nhận từ bỏ cả tính mạng của bản thân để cứu đứa con của mình, thực sự đã để lại nhiều đau thương, mất mát cho những người ở lại, đặc biệt là người con trai còn nhỏ tuổi, không có nơi nương tựa khi mà người thân duy nhất đã ra đi mãi mãi. Nhưng có lẽ đấy chỉ là một phần rất nhỏ những hậu quả đau lòng mà thiên tai, bão lũ để lại cho đồng bào miền Trung ruột thịt. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.